Tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 năm 2022. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, xa đạo, sức khỏe và sau chiếu mệnh trong năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn, giúp mọi việc được hanh thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ, hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm Nhâm Dần 2022 và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, thái tuế năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Kỷ Dậu trong năm 2022. Tuổi Kỷ Dậu 1969, mệnh đại dịch thổ, chỉ gặp may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm, xuôi gió. Tất nhiên không tránh được những khó khăn bước đầu, song khi vượt qua được những điều đó thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu ở phía trước. Thành công càng ngày càng thêm rực rỡ. Bên cạnh đó, tính cách của tuổi Kỷ Dậu thích động chứ không thích tĩnh. Họ thích đi chơi, đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Địa chi của các bác tuổi Kỷ Dậu năm 2022 là Dậu gặp Dần, không xung khắc, mọi công việc diễn ra bình thường, êm xuôi. Còn thiên can của các bác trong năm 2022 đó là Kỷ Âm Thổ gặp Nhâm Dương Thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Cho nên trong năm nay, các bác tuổi Kỷ Dậu cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên, các bác cũng cần khôn khéo. Tránh bị áp chế, ảnh hưởng đến công việc. Tháng may mắn trong năm 2022 của các bác tuổi Kỷ Dậu là tháng 3 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 của các bác tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 còn cho thấy tuổi hợp của mệnh chủ trong năm là Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Kỷ Tỵ 1989, Tân Sửu 1961, Quý Sửu 1973, Ất Sửu 1985, Quý Mão 1963, Ất Mão 1975 và Đinh Mão 1987. Cuối cùng là sao chiếu mệnh của các bác tuổi Kỷ Dậu trong năm Nhâm Dần. Các bác trai tuổi Kỷ Dậu năm nay gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành mộc, hướng tới sự an vui, hòa hợp. Khi gặp sao này, thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh thuận lợi, có thể kết giao được với nhiều bạn tốt. Với bản chất là phúc tinh, cho nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Còn với các bác gái tuổi Kỷ Dậu trong năm nay, được sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu hay còn gọi là sao Thủy Đức Tinh Quân, trông coi sao Thủy, chủ về gặp đại nhân, đi xa có của. Sao Thủy Diệu là phúc lộc nhưng lại là sao xấu với nữ,
do chiếu mệnh nữ thì năm đó xấu, sẽ gặp nạn liên quan đến sông nước. Khi gặp sau này, kỵ tháng 4 và tháng 8. Ngoài ra, việc tìm lành tránh sử là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an, giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ ngày sau giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng ngày sau giải hạn, thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ cho tất cả mọi người, mọi nhà, đặc biệt là mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Để đăng ký tham gia nghi lễ ngày sau giải hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy. Trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy để đặt lịch gặp thầy và được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy, các vấn đề trong cuộc sống mà mệnh chủ đang gặp phải. Đặc biệt các bác tuổi Kỷ Dậu trong năm 2022 cần cẩn trọng, chú ý trong tháng Quý Mão, tức tháng 2 âm lịch, từ mùng 3 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với những gia chủ tuổi Kỷ Dậu. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Vào những ngày này, mệnh chủ cũng tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào những ngày này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung các bác tuổi Kỷ Dậu không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, Kinh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Kỷ Dậu trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Năm 2022, các bác tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 rất siêng năng trong công việc. Các bác có thể rất tử tế với cấp dưới và thường khiến họ bối rối. Ngoài ra, các bác sẽ được cấp trên đánh giá cao thời gian này. Do đó, mọi việc của các bác sẽ tăng đều đặn. Tuy nhiên, các bác nên chú ý đến những kẻ đố kỵ xung quanh mình. Đừng tiết lộ những vấn đề quan trọng vì ai đó có thể phá hoại và ảnh hưởng đến sự nghiệp của các bác trong thời gian này. Bên cạnh đó, các bác tuổi Kỷ Dậu vốn là người có lòng tự trọng cao nên thường không chịu thỏa hiệp với đồng nghiệp mà luôn khăng khăng theo ý của mình. Việc hợp tác không suôn sẻ như trong tưởng tượng. Nếu các bác muốn thành công trong sự nghiệp trong thời gian này sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức. Cho nên các bác cần phải thay đổi bản thân mình để thích nghi với hoàn cảnh, không nên nóng nảy, bốc đồng, đắc tội với người cấp trên. Đặc biệt để cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2022, thầy Gia Cát còn khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải những xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với các bác, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Kỷ Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc, các bác tuổi Kỷ Dậu có thể gặp may mắn về tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại cho các bác rất nhiều may mắn. Các khoản đầu tư của các bác thực hiện trong thời gian này sẽ được đền đáp. Nhưng các bác đừng ngông cuồng và lãng phí vì các bác có thể có một khoản chi tiêu lớn trong năm nay để mua một ngôi nhà hoặc một cái gì đó khác. Ngoài ra, thời điểm này, các bác nên chọn những khoản đầu tư chắc chắn thay vì đầu tư mạo hiểm. Đặc biệt, để có thể kích tài lộc và vận may trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Kỷ Dậu hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn, kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho các bác. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, các bác sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm 2022 sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, già nọ. Các bác tuổi Kỷ Dậu cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời của mình trong năm 2022. Các bác đừng tự cho mình là trung tâm, hãy đi vào trái tim của nhau. Ngoài ra, trong thời gian này, các bác tuổi Kỷ Dậu đã kết hôn thì nên chú ý chừng mực với bạn kết giao khác giới. Đừng cho người khác không gian tưởng tượng, hấp dẫn, tránh ảnh hưởng tới danh dự của bản thân cùng sự ổn định của gia đình.
các bác cũng đừng quá tập trung vào công việc mà không để ý tới tổ ấm của gia đình mình. Các bác cần bỏ thời gian nhiều hơn để quan tâm, chăm sóc cho một nửa kia của cuộc đời mình. Còn với những bác tuổi Kỷ Dậu đang độc thân, đơn thân, các bác đừng lo lắng nhiều về việc độc thân, vì đây không phải là thời điểm bắt đầu mối quan hệ. Các bác nên tập trung vào những thứ khác thì sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt thời điểm này, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy đeo vòng tay tam hợp Kỷ Nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ xung quanh, từ đó giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc. Đồng thời, những bác tuổi Kỷ Dậu còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm 2022. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của các bác tuổi Kỷ Dậu ít nhiều chịu ảnh hưởng trong năm nay. Các bác sẽ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc các bệnh vặt như đau đầu, cảm cúm. Vì vậy các bác cần chú ý cách ăn mặc, đặc biệt là mỗi khi thay đổi thời tiết, cơ thể chưa kịp thời thích nghi. Ngoài ra có những lúc chuyện thị phi, bàn ra tán vào của mọi người xung quanh cũng tác động không tốt đến sức khỏe của các bác tuổi Kỷ Dậu, nhất là sức khỏe tinh thần. Chính vì thế, các bác cần tránh hết sức tham gia vào những việc mâu thuẫn, tranh cãi, chú ý giữ hòa khí với mọi người. Một điều nhịn bằng 9 điều lành. Các bác cũng nên có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc và không nên quá mức buông thả bản thân mình, gây ra những tác động không tốt. Thầy Gia Cát còn khuyên các bác tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Kỷ Dậu sinh năm 1969. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Kỷ Dậu trong vận trình năm 2022 theo sao hạn để hiểu rõ hơn. Các bác trai tuổi Kỷ Dậu trong năm 2022 gặp phải hạn Huỳnh Tuyền. Khi nói về hạn này, người xưa thường có câu: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Các bác khi gặp phải hạn này sẽ gặp chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi sa sầm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Việc làm ăn kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước cũng sẽ không gặp được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Theo kinh phong thủy Gia Cát, tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước, các bác đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để lại hậu quả khôn lường. Đồng thời trong phương diện cuộc sống, các bác không nên đứng ra làm chứng hay vay mượn cho ai cả, sẽ dễ mang họa vào thân, tiền mất tật mang. Còn với các bác gái tuổi Kỷ Dậu năm 2022 sẽ gặp phải hạn vắng tận. Hạn này chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ chúng. Có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau: Toàn tận đến vật thình lình, đàn ông rất kỵ, bỏ mình nhiều khi. Như vậy hạn này thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó đề phòng và ứng phó. Đây là một hạn lớn gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc, tài sản và sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các bác cần hết sức chú ý. Trên đây, kinh phong thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý vị về vận trình của các bác tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Thầy Gia Cát khuyên các bác năm Nhâm Dần cần mang bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh, bổ trợ thân mệnh. Đây là pháp khí phong thủy nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên, địa, nhân. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.